Dạ, Hoa Hồng Đen kính chào tất cả khán giả trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên thì Hoa Hồng Đen xin chúc tất cả các anh chị trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Đây là một đống xương heo với lại phổi, gan heo mà Hội Bảo Trợ Động Vật Bình Thạnh, tất cả các anh chị đã cùng nhau góp sức hùng lại để mua gửi tới máy ấm 2 tuần một lần. Ngày hôm nay thì máy ấm nhận được 2 triệu của bên hội, bảo là nhận xong thanh toán tiền giùm. Thì Hoa Hồng Đen cảm ơn tất cả các anh chị Hội Bảo Trợ Động Vật Bình Thạnh đã chung tay góp sức cùng với máy ấm để cưu mang các bé cơ nhở tại máy ấm Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen vô cùng biết ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng Hoa Hồng Đen để cho các bé có được 2 bữa cơm. Thì Hoa Hồng Đen không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tất cả các anh chị. Hoa Hồng Đen cầu mong cho các anh chị và gia đình luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, và may mắn sẽ luôn đến với tất cả các anh chị và gia đình, để các anh chị và các anh chị có thể sống khỏe, vui vẻ mà đồng hành cùng với máy ấm lo cho các bé. Và Hoa Hồng Đen cảm ơn và trân trọng tấm lòng của tất cả các anh chị nhiều lắm luôn. Đây, 2 tuần là Hoa Hồng Đen sẽ nhận một mấy trăm ký gì nè. Đó, đây cũng là một cái nguồn động lực. Thay vì Hoa Hồng Đen mong á, tất cả các anh chị mà mình đang có những cái chiều hướng tiêu cực á, thì hãy nhìn vào tấm gương của tất cả các anh chị ở đây. Thay vì mình vào những cái video clip mình chê người này, mình trách chạm kia, thì mình hãy lập ra một cái nhóm nào đó của ít lòng nhiều, mỗi người tay một chân đó. Mình cảm thấy mình không tin tưởng được máy ấm thì mình hùng nhau đó, mình mua những ký thức ăn như thế này là mình gửi tới tất cả các máy ấm do chính tay của mình mua, để cho các máy ấm được, để cho các bé được no, thì á các bé sẽ có một cái nền tảng vững chắc, mà tất cả các chủ trạm cũng được cái nguồn động lực. Thay vì mình vào mình chê trách người ta, thì á Hoa Hồng Đen hy vọng trên cái video clip này, những lời nói của Hoa Hồng Đen có thể chạm tới trái tim của tất cả các anh chị. Thay vì mình tiêu cực, mình về mình chê trách người khác, thì mình hãy mở rộng tấm lòng yêu thương và mình đón nhận những chủ trạm, cũng như là mình yêu thương các chủ trạm. Tại vì không có những chủ trạm thì các bé sẽ không có nơi nương tựa. Nên là Hoa Hồng Đen hy vọng tất cả các anh chị mình hãy mở tấm lòng. Tại sao? Cái sự ích kỷ nhỏ nhen nó chỉ nằm ở những người tiểu nhân thôi. Tại vì chỉ có những người tiểu nhân á, họ mới luôn hẹp hòi ích kỷ, họ mới luôn chỉ trích người khác, họ lúc nào họ cũng đem cái tôi của họ ra, họ đặt cho người khác. Cho nên là Hoa Hồng Đen hy vọng tất cả các anh chị mình đừng đi sai hướng. Một khi mình yêu thương chó mèo thì mình đừng đi sai hướng, và mình đừng áp đặt bất cứ ai về một cái vấn đề gì đó. Mình cảm thấy mình giúp được thì mình giúp, còn mình không giúp được thì thôi. Đó, thì Hoa Hồng Đen cũng hy vọng rằng tất cả các anh chị sẽ mở rộng tấm lòng yêu thương. Và nếu có thể thì mấy anh chị có thể giống như mấy anh chị Bảo Trợ Động Vật của Bình Thạnh. Mình yêu thương, nó có nhiều cách yêu thương lắm mấy anh chị, chứ không phải là mấy anh chị vô chơi trách người ta mà ta sửa. Tại vì một người mà bắt chị rồi, mấy anh chị có nói gì cũng vậy thôi. Cho nên cái gì cũng vậy, hãy đem yêu thương mà truyền tải. Rồi Hoa Hồng Đen cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều đã luôn yêu thương Hoa Hồng Đen và luôn đồng hành cùng Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen xin chúc cho tất cả quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ. Hoa Hồng Đen cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ Hoa Hồng Đen phải vô trong đó là tiếp tục công việc của mình rồi. Hoa Hồng Đen xin chào tất cả các anh chị.